Chào anh em, hôm nay mình đi hái nấm mối nha anh em ơi. Đây là đồng bọn của mình đây. Giờ tới điểm rồi anh em ơi, nhào vô hốt thôi. Đồng bọn. Rồi, đi như cái hội vậy đó. Nè sao không đi đường đó vô? Ở đây có đường vô không? Chưa có đường vô. Mới mở nát rồi. Rồi xuống. Ok, người ta rồi khó rồi kìa. Rồi đi tìm thôi, chia nhau ra để. Rồi mỗi người cái đèn pin. Chuẩn bị xuất phát nha mọi người. Để lại dựng xe cho đây. Chuẩn bị xuất phát nha. Đó, đèn pin cho trên xe anh á. Phát cho người cái đi. Có mà. Phương cái đó hả? Cái nào? Cái này cũng được. Đoạn này. Đó là được. Phương đội đầu đi. Phương đội nón đó đội đầu được. Bật ở đâu? Có cái nút hết trên đầu á. Này bấp. Đây nè. Ôi trời ơi, kìa kìa. Đây nè. Càng nhìn càng mới rợ lộ ra ha. Vô quá. Ê đừng dậm lên. Okay. Đây nó đang. Ê, mới thấy. Nhìn thấy đây nè. Dạ. Đây nè. Đang lúng. Anh được nhiều chưa anh? Đó đó. Không biết rồi. Vậy ngon rồi. Ủa gì này xuống rồi. Mày chúng bánh được 1 kg mà là mừng rồi mà chưa thấy được cái gì. Để thu hoạch. Thu hoạch bà con ơi. Nó lên một cụm. Ê ít đã. Lên cụm đó. Vô. Cái này chắc phải chục ký đó. Tầm đó đó. Nhưng mà chắc 2 năm nữa, 2 mùa nữa. Đù, nào tới góc rồi. Hay à. Đù mà cái những cái chỗ đất chai này người ta bảo thường nó chắc đích mọc được đâu. Ấy thiếu rồi lại mọc. Hết rồi. Trong nền nhà nó cũng mọc nó mốt trên đâu. Đó, cái nốt xe ai đó mới cán qua đó. Đúng rồi, cái dấu xe người ta cán. Còn ha. Mà nấm chỗ này mập hả? Không, nhưng mà nấm này cũng không mập bằng mấy cái đợt trước đi. Nó nù được cái đầu à, đuôi về thò. Đi đầu đó hả? Đây có cái khúc đầu. À, có là mừng rồi, không có che nó. Che nó không cho thấy rồi. Có là vui rồi. Mình về thôi. Dạ. Yeah. Mình đang ngay trước đây mà. Dạ, yeah, đi. Thấy tò mò mình đi coi thử. Vậy kiếm được ký là ngon rồi anh. Tò mò, kiểu của anh lại cũng muốn tò mò. Còn chưa? Thành quả của thời đấy nhé. Ghi nhận nhé. Ngồi ngó xung quanh thế còn. Còn bức chân. Đây nó còn lửa. Thế nào? Ui nè. Đây là đây nó ứ gì. Ôi. Cái gì nó nhú rồi. Nó nhú thôi chứ còn. Chiều mọc cao người ta thấy hết rồi. Cái này là mình ngồi xuống là mình thấy cái này rồi mình thấy cái kia thôi chứ còn. Ừ. Còn vậy ai mà thấy nổi. Vậy mà ông kia, ông gần ông cũng kiếm được ký là cũng giỏi rồi. Nữa đi nào, cái này. Vợ chồng bé mất thích đâu không biết. Phải cần đắm nha. À, bây giờ mô tập lá thì nó đang lên. Lại sâu xuống đi đứt uổng. Đất cứng quá. Đất này là ẩm chứ xếp này chứ còn. Bởi nó đào là nó đào hết luôn một vùng vậy đó. Ừ, nó còn lặn ở dưới á. Phát hiện một cây là. Đây nè, đây nè, đây trắng trắng gì đây nè. Ừ, cái nó phải uống. Dạ, lại là đi đào nấm mối. Úi, ngay đây có nè. Đây. Nó thấy nè. Đây nè, được mà chưa lú luôn. Chưa lú luôn. Chưa kịp lú. Đây nè ha, có. Nó tự. Vậy chứ hồi nữa gom lại cả ký không? Chứ bình thường. Điền có thành quả đi. Đây ổn nè, chưa nấu ha, bây giờ. Chưa đội lên luôn. Ừ. Dạ. Thơm quá. Mùi khô. Nhờ phát hiện được.
thú nè. Ở dưới này tay chị chảy máu à. Nè cái nấm này nè, ha. Quay phim tập trung. Nè con này nữa nè. Ừ. Cuốc đó lòi lên mới thấy ha, lúc chưa xới chẳng thấy luôn, lòi lên cái thân nó mới thấy đây nè ha. Không đi theo nó thì không biết gì. Thấy đâu liền lại một chỗ cho nó về, bé lấy luôn cái đó cây đó đi ha. Cây này qua đời chứ tập hành nhỏ nè, để nhổ một chỗ nào bên đèn đây, tập trung bên nhỏ đây. Qua đây, qua đây. Trời ơi, cái này nó lên chắc lắm. Rồi dài dưới dài ghê, đất sớm. Em ngồi bên đây đi. Đã chưa? Được, cái chân dưới dòng. Đây, đây, đây. Tại thấy trắng trắng ở đây. Đều mình dặm lên nó nãy giờ. Đây nè, đây nè. Tao dặm lên nó nãy giờ mà tao không biết. Ủa. Tại có cái cây ngay đây nè. Cây mọc hay đó, mình ngồi mình đè cái cây xuống. Nè nè, ở dưới. Giờ mình mở rộng địa bàn ra mình mới thấy được nhiều. Nước đất nè ha. Vậy là chỗ này có nè. Giờ đây nè. Đây nè, đây nè. Giờ mình ấy tới đâu mình sắn luôn đi để hồi nó không thấy. Đây có một cái nấm mà mình không ấy, mình dặm lên. Đây nữa nè. Thì nãy giờ đó. Rồi nó nứt đất chỗ nào là chỗ đó đó. Mà có thấy nứt đâu. Sao không thấy? Nứt đất. Chỗ khác. Cái bên. Cũng nhú lên. Cười cái giọng phía. Được về cái mới nhú à. Quay về em ơi. Nè, quay cái nám này nè. Cái này mình nhú cao, cái này quay phim đẹp lắm. Ê, mình làm dấu mình để đây cho nó nhú một tí nữa đi. Từ bây giờ mình tìm thôi. Đi tìm đi qua. Nhưng mà không thấy rồi địa bàn này được. Không đi. Rồi, ai rồi. Đi vòng đi. Rồi, chỗ này nó khít quá ha. Dày quá ha. Đây nè. Thấy chưa? Sao kẻ nó chịu đựng cái đụng đó. Lồi lại, đây rại lồi ra từ một đứa nữa. Ý là mình dạch đầu này cái nó ra được cái nắp kia. Đó, nó dài nó tới đây luôn nè. Rồi bà bắt cái này bà nhảy luôn nè. Để ở đâu làm dấu đó nha. Để lên nó một chỗ. Đây còn cái nữa. Mới nhỏ đó. Thấy đất xới xới này là mới nhỏ. Giờ em đi dọc cái đường này đi. Đi dọc đường này nhìn kỹ chút. Đi toàn. Thấy một cái là cứ băm chành mới thấy đường nhiều. Chưa cái đó chưa. Chừng lắp. Ê, chừng dậm hết. Ê, mày không biết nãy đâu để cho anh thời nãy. Nãy để lên cái góc. Trời ơi bé ơi, nhìn cái nấm đã không mẹ. Bé nhìn nè bé. Mẹ bà có chừng đắm. Đã. Rồi nè. Nó như vậy chứ khúc dưới nó cả 10 cm. Ai mà thấy, môi mới thấy. Trời. Chỗ khó ra đằng đi. Cứ hết luôn chỗ khó luôn. Mình chơi ở dưới nó cũng sớt. Dưới nó có ổ mối nên nó sớt. Đó giật ra hết rồi. Không dẫn. Đi tìm dọc cái con đường này đi.
dọc cái đường mương này. Đẹp quá. Bên này chắc mượt ký quá. Chứ. Nói tự hào đi. Mình biết cách tìm đâu. Tụi nó đi biết không thấy, nó đợi lên mới thấy. Mình, thì này là mình bạch lá tìm sau. Ngủ này dưới chân á. Ừ. Trời, quay em ơi, nắm gì đây trời ơi. Trời, nó thấy mình đâu thấy rồi. Cái ổ này đã hơn ổ kia ha. Còn gấp 3, gấp 4 rồi. Xung quanh còn không? Dèm ở dưới không có nữa ta. Dèm ở cái ổ mối ta phéo hết hả? Không có nhiều. Đấy. Đi khúc trên. Nè cái chân đó nè, cái chân ổ mối nè. Để luôn cái nấm cắt nè. Đây đây. Này cái nấm có cái ổ mối ở dưới nè. Ừ thì mình tìm kỹ lại lần nữa. Giờ bỏ ổ ở đây. Đây đây vẫn còn. Hai. Hai mở ra đây. Đây, thanh quả ổ này, chắc được mấy lạng. Ổ này còn nấm mới ngon, nấm này là nấm bắp. Giờ mình cứ đi lấy từng mét một. Mình đi mình dặm cây đó đau được, cây đó đau. Cái này được. Là mình dặm nó nè. À đúng rồi. Nè cái này nó bị tét rồi, dặm nó bị tét ra mẻ nó rồi nè. Ủa rồi ở đây là bình thường nè. Bóc coi nha chị. Bóc lên mới thấy được cái cây nấm chứ còn. Đây nó mới cái đầu không cũng không thấy. Mấy thời cũng những tin thiệt. Nãy giờ cũng ra chỗ này mà đâu thấy không bé. Mắt đi nhìn đúng. Chuyên nhìn lắm. Đúng đi. Thì đúng á. Dê cũng nhìn thấy đấy. Dơm rồi. Dưới nhé. Đúng mối đó, thôi. Đó. Đây nè. Mà đã mình đã ngồi xuống rồi cái mình thấy được nhiều. Thích nè. Thích thật. Bà thương rồi là bà thôn cho bà kiếm nè. Bà... Ừ bà cho con gặp mấy đó, mấy ổ. Ồ càng cho càng không về. Trời ơi. Cái nào dưới gốc thì mà nát không mà. Không cho nó mới về. Chán nó về. Ừ, hết đèn hết đồ hết rồi. Cái tưởng nó nằm dưới nó chưa lên á. Mấy mấy cái mấy sới lên rồi. Mấy cái mấy ủi lên ủi. Nó chưa lên á. Nhưng mà sao mà còn xót phía trên nó nằm theo từng đám nhà một. Xót kia luôn ta. Chứ không có rồi bé. Nó theo từng cái này là hồi nãy là bị xót nè. Ừ, mình không thấy. Nãy nó chưa lên. Phải, cũng có thể là nãy nó cũng chưa ấy đó chưa lên chỉ vòng nửa tiếng nãy giờ thôi có lòng vòng có 15-20 phút chỗ đây chứ mấy nãy giờ chắc cũng nửa tiếng rồi quá nhưng mà biết sao người ta hái rồi nhưng mà nó vẫn còn cái này là người ta hái rồi phải không giờ mình tới nữa cái này là cái đầu tiên em đào này mình thấy một cái rồi mình sẽ đào em đào đại luôn hay chứ không cần đào đại đó đào đại hai ổ bên này đào đường như đó đó hả nhưng mà chỗ này nấm bự nấm nó vậy nè. Chỗ này nấm to hơn bên kia. Ừ nấm to, bên kia nấm đinh hơn. Nằm dưới đất không ạ? Nằm dưới đất không ạ? Quay đi em ơi. Nè, quay cái nấm này nè. Cái này mình nhú cao, cái này quay phim đẹp lắm. Ê, hay mình làm dấu, mình để đây đi cho nó nhú một tí nữa đi. Từ từ, bây giờ mình tìm thôi. Đi. Tìm đi nhưng mà không thấy rời địa bàn này được. Đi. Không rời, ai rời. Đi vòng đi. Rồi, chỗ này nó khích quá ha. Dày quá ha. Đây nè. Thấy chưa? Kẻ nó chịu đựng cái đụng nó. Úi, lồi lại đây lại lồi ra được một đứa nữa. Lên. Ý là mình dạch đầu này cái nó ra được cái nắp kia. Đó, ôi nó dài nó tới đây luôn nè, rồi đã bắt cái này nó nhảy luôn. Để ở đâu làm dấu đó nha. Nè. Mình đi mình dặm cây đó đau được cây đó. Cái này là mình dặm nó nè. À đúng rồi. Nè cái này nó bị tét rồi, dặm nó bị tét ra mẻ nó rồi nè. Ủa rồi ở đây là bình thường nè
bóc coi nha chị. Bóc lên mới thấy được cái cây nấm chứ còn đây mới cái đầu không cũng không thấy. Mấy anh Thời cũng nhận tin thiệt. Nãy giờ cũng ra chỗ này mà đâu thấy không bé. Mắt đi nhìn nấm. Chuyên nhìn nấm. Đúng đi. Nấm gì cũng nhìn hết đấy. Rơm rồi. Dưới nhé, đúng mối thôi. Đây nè. Mà mình đã ngồi xuống rồi cái mình thấy được nhiều. Thích nè. Thích thật. Bà thương rồi bà bảo thôi cho mình kiếm nó về. Ừ bà cho con gặp mấy đó mấy ổ. Về luôn. Ồ càng cho càng không về. Trời ơi, nào dưới gốc thì mà nát không mà. Không cho nó mới về. Chán mới về. Ừ, hết đèn hết đồ. Cái tưởng nó nằm chứ nó chưa lên á. Mấy sới lên rồi. Mấy kèm mấy ủi lên ủi. Nhưng mà sao mà còn xót phía trên nó nằm theo từng đám nhà một. Xót kia luôn ta. Chứ không có rồi bé. Nó theo từng cái này là hồi nãy là bị xót nè. Ừ, mình không thấy. Nãy nó chưa lên. Phải, cũng nó có thể là nãy nó cũng chưa ấy đó. Chưa lên. Chỉ vòng vòng nửa tiếng nãy giờ có lòng vòng có 15-20 phút chỗ đây chứ mấy. Nãy giờ chắc cũng nửa tiếng rồi quá. Đi qua ta đạp luôn. Không chắc nãy sớm thôi chứ còn mới nãy mà đi và quẹt về chắc người ta cũng thấy. Tại này nó mọc nãy giờ chắc ít nhất cũng phải. Với lại cái nấm này nó to. Em có thấy không? Thấy rọi xa xa thấy nó nổi đất rồi rồi đây này thôi. Hú nhiều lắm á mẹ mày lấy từ từ thôi nha. Nhiều lắm. Hú dữ. Hai vợ chồng ra ổ này vô. Anh nhỏ đó. Nó theo cụm. Chuyện đạp dưới vậy ơi. Không, em bước qua mấy cái mà không có. Đã quá.